con báo đốm đang ẩn nấp trong bụi rậm chờ đợi cơ hội tấn công khi con lợn rừng tiến gần đến bụi rậm con báo đốm bất ngờ lao ra và vồ lấy nó con lợn rừng hoảng sợ cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng con báo đốm quá khỏe hai con vật vật lộn trên mặt đất bụi đất tung mù mịt con lợn rừng dùng cặp nanh sắc nhọn của mình để tấn công con báo đốm nhưng con báo đốm đã né tránh được tất cả các đòn tấn công con báo đốm giữ chặt con mồi trong miệng, dùng sức mạnh của mình để đè con lợn rừng xuống đất. Con lợn rừng dãy ruộng trong tuyệt vọng, nhưng rồi nó cũng dần yếu đi và bất tỉnh. Sau một hồi rằng co, con lợn rừng cuối cùng cũng bị con báo đốm hạ gục.